Hello anh em nhé. Đây, nên lên hình cho bác một em mình gọi là chim vàng rất là đẹp luôn. Và anh em nào mà gọi là dễ tính một chút thì gọi tam hoàng cũng được. Đây, cho anh em xem nhé. Này, chân vàng này, lông vàng đẹp, bộ to các bác nhé. Này, mỏ vàng nhưng có điều là mỏ trên nó hơi đen một chút. Đấy, thì mình nói lại anh em là dễ tính thì gọi tam hoàng cũng được. Chim rất là đẹp luôn các bác nhé. Chân mỏ, chân này, lông lá này, vàng ươm luôn. Mỏ cũng rất là vàng. Chim mới về nhà em sáng nay các bác nhé. Chưa được 30 phút luôn, vừa cho ra lồng. Quay clip luôn. Nó còn hơi lạ nhà một chút nhưng mà đấy, quay cho anh em xem qua bóng bộ cũng như là giọng hót của em nói nhé. Chim rất là đẹp. Mới về nó chưa quen đâu các bạn. Chứ còn em này hót sung lên cánh rất đẹp luôn. Xem rõ đầu mặt em nó một lần nữa nhé. Đầu mặt cũng rất là đẹp. Đầu mặt này dễ chơi lắm này các bác này. Theo như kinh nghiệm của em thì đầu mặt này khá là dễ chơi. Và lông vàng đẹp. Em này thì đúng là khó để được chơi được em nó. Mặc dù chim mới từ trên bản về nhé. Nhà em thì gần đường quốc lộ, ô tô xe máy đi qua nhiều nên là nhiều con ở trên bản về nó còn sợ ấy các bác. Qua có thể ô tô đi qua tít còi mà nhiều con trên bản về nó còn sợ, nó còn chưa dám hót. Nhưng bữa em này thì vừa về mà đã thể hiện này là cũng khá là tự tin rồi đấy anh em ạ. Đấy, chỉ cần nuôi lại một hai hôm quen nhà thì hót mầm luôn các bác nhé.